Hello, chào các bác nhé. Em Phạm Huấn quay trở lại với các bác đây. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào tới tất toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn đã cùng xem kênh của shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh mà yêu mến em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác nhớ cho em xin một nút like nhá. Để yêu mến em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các bác có thể chia sẻ kênh hoặc là trên Facebook để nhiều quý khán giả biết tới shop nhiều hơn và cũng như là cập nhật các cái video mới của em nhé. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh, thì khi các bác đăng ký kênh thì các bác sẽ cập nhật được nhiều cái video mới của shop đăng lên và nhiều các cái mã mặt hàng giảm giá cho các bác nhé. Cũng như là các bác có thể xem đi xem lại được các video để cập nhật được các mặt hàng, một số sản phẩm mới và một số sản phẩm thanh lý nhá. Đấy, thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phích đun sôi này. Phích đun sôi thì con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu như nào thì em cũng không biết được nhá. Đấy, thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác cái giá đó là đây, còn một con phích đun sôi như này. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 70k nhá, 70k. Đấy, thì không biết nó lỗi lầm như nào thì về nhà các bác có thể sửa chữa chế cháo được nhá. Còn con này bên em đang bán là 180.000, thanh lý nốt cho các bác cái giá là 70.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là có một cái đôi dép da bò nhá. Đôi dép da bò, con này thì nó sẽ là cỡ 42. Hàng này thì đã qua sử dụng nhưng mà độ mới của nó còn khoảng là 90%. Đấy, trước khi em gửi cho bác thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ, đánh xi siếc ngon lành. Chất liệu của nó thì nó sẽ là da bò nhá. Đấy, chất liệu của nó là da bò. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, da bò nhá. Hàng rất cao cấp cho bác luôn. Con này thì giá mới của nó thì nó vào khoảng là 1 triệu. Đấy, bên em thanh lý cho bác với giá đó là 250.000 nhá. 250.000. Lên mã giúp cho em đó là đôi dép da bò nhá, 250k. Đấy, thì em có một đôi thôi, thanh lý cho bác với giá là 250.000. Các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi hàng vào nhá. Cỡ 42 nhá. Đấy, cỡ 42 đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã mới tinh, đó là cái điện thoại 3 sim nhá. Đấy, con điện thoại 3 sim, hàng thì to đẹp dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Pin cực kỳ trâu, pin các bác dùng cho em cả tuần đến 10 ngày nhá. Pin của nó là pin trâu đấy các bác này. Đấy, pin này các bác cứ dùng cho em khoảng 10 ngày 2500 mAh. Nếu mà nghe gọi thì cứ dùng cho em 10 ngày liên tục các bạn. Đấy, hàng thì bàn phím nổ nhá, số to rõ ràng nhá. Và hàng của nó là hàng 3 sim, có cả một cái đèn LED rất là to nhá. Hàng 3 sim cho các bác luôn. Đấy, và chân sạc thì nó sẽ là chân sạc phổ thông, hàng của công ty nhá, hàng công ty cho nên các bác yên tâm sử dụng. Hộp biếc đàng thứ, các thứ đàng hoàng, bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đây, về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Đấy, con này nó sẽ là một cái dòng 3 sim cực kỳ là chất lượng các bạn, 3 sim cực kỳ chất lượng đây. Các bác tháo cái ốp đằng sau này ra này. Đấy, tháo ốp đằng sau này ra để các bác lắp pin vào cho em. Đây. Đây có cái lẫy này, các bác tháo ốp ra. Nó sẽ có cho các bác là 3 khay sim và 1 khay thẻ nhớ nhá, 3 khay sim 1 khay thẻ nhớ. Thì các bác có thể dùng để nghe nhạc hoặc là đàm thoại các thứ cũng rất là ok. Con này thì có cả chụp ảnh luôn, thì không biết là có chụp ảnh không thì để em sẽ test cho các bác xem luôn. Đó, ưu điểm của nó là 3 sim luôn thì các bác dùng đấy, pin của nó là pin trâu nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điện thoại 3 sim này. Đấy, điện thoại 3 sim. Đấy, có cả chụp ảnh luôn các bác nhá, có cả chụp ảnh luôn. Đấy, bật nguồn khởi động là lên luôn các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bàn phím nổi số to nhá, bàn phím nổi số to. Thì các bác người già dùng nó rất là tiện ích. Và dòng này của nó sẽ là cái dòng 4G các bác nhá. Dòng 4G có cả chụp ảnh luôn các bác này. Đấy, chụp ảnh thì nói chung là nó thôi, nó cũng gọi là để cho có thôi. Đấy, chứ còn nó cũng không được xuất sắc đâu. Đó. Dòng này nó sẽ là dòng 4G cho nên là các bác lắp sim đời mới và là dùng ok nhá, sim đời mới dùng ok. Lên mã giúp cho em là điện thoại 3 sim. Giá sẽ là điện thoại 3 sim này. Giá sẽ là 280.000 nhá, 280k và bên em sẽ bao ship nhá. 280.000 và bao ship cho một con điện thoại 3 sim như này. Hàng cam kết ngon lành, pin trâu, pin này các bác có thể sử dụng cho em liên tục trong vòng từ 7 đến 10 ngày nhá. Điện thoại 3 sim 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Automat, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy. Automat hàng nội địa của Nhật, đa số của nó sẽ là hàng của Natina nhá, hàng của Natina, hàng made in Japan này. Nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Hàng đều là hàng 3 nút chống chập, chống giật, chống quá tải. 40A dòng dò là 10 40A dòng dò của nó sẽ là dòng dò của nó sẽ là 30 mA. Đấy, 40A dòng dò 30 mA, hàng made in Japan. Đấy, con này giá sẽ là 180k nhá. Các bác lên cho em đó là Át Đại nhá. Át Đại 180.000 chống chập giật quá tải cho bác luôn. Đây, chống chập nó sẽ nhảy các bạn. Đấy, chống chập nó sẽ nhảy các bạn này. Đấy, hàng 3 nút chập giật quá tải cho các bác luôn, 180.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con
Át đảo chiều nhá. Át đảo chiều 63A, át đảo chiều 63A nhá, 63A át đảo chiều. Đấy, còn con này của nó sẽ là dòng 40A nhá, dòng 40A. Đấy, thì các bác lên cho em là át 40A. Con này thì át 63A đảo chiều, giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, con này thì đảo chiều thì các bác cứ dùng cho em là nóng lạnh này. Đấy, dùng cho em là nhà hai công tơ này, nhà hai công tơ, hoặc là các bác có các cái nguồn như là máy phát thì các bác có thể dùng đảo chiều có lễ gài cái thứ đàng hoàng. Đấy. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái máy đồng hồ nhá, kim kiếc các thứ đầy đủ luôn. Kim kiếc phụ kiện các thứ đầy đủ, về nhà các bác chỉ cần lắp kim vào đây cho em, sau đó thì mình xoáy nước vào cho em là xong. Đó. Và các bác lắp cho em pin vào nhá, lắp pin vào là đồng hồ sẽ chạy thôi. Đấy, thì giá bên shop đang gửi tới các bác một cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em là máy đồng hồ, giá sẽ là 40k một chiếc, 40k cho một con. Thì đồng hồ các bác bị hỏng thì các bác có thể sửa chữa thay tháo vào cho em nhá. Máy đồng hồ 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Bên em bán thì nó sẽ không kèm pin đâu, còn các bác muốn có pin thì về nhà các bác tự mua thêm pin các bác lắp vào thôi. Đấy, bên em bán là sẽ không kèm pin nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là đèn sáng như này luôn. Có đèn sáng này các bác này. Đấy, bật lên có đèn sáng, bên em bán là không kèm pin nhá. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá, kính lúp. Giá sẽ là 70k cho một con kính lúp như này nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k cho một con kính lúp như này, không có pin nhá, không có pin. Kính lúp 70.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bút lông dầu nhá. Các bác lên cho em là bút lông. Bên shop về nó sẽ có hai màu, đó là màu đỏ và màu xanh. Đấy, màu đỏ và màu xanh. Một hộp này của nó thì sẽ là 10 chiếc nhá. Một hộp này sẽ là 10 chiếc cho các bác này. Đấy, một hộp sẽ là 10 chiếc. 10 chiếc như này, có màu đỏ màu xanh. Bút lông dầu hàng của Thiên Long nhá. Đấy, bút dầu lông dầu hàng của Thiên Long. Đấy, bút mực của Thiên Long thì các bác biết rồi, yên tâm sử dụng nhá. Đây, hàng của Thiên Long chứ không phải cái hàng nhái ở ngoài thị trường đâu. Đấy, dùng rất là ngon luôn, lông dầu dùng rất là ngon nhá. Lên mã giúp cho em đó là bút lông nhá, bút lông. Đấy, bút lông như này và có màu đỏ và màu xanh nhá, bút lông có màu đỏ và màu xanh. Thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, 20.000 3 cái. Còn các bác mua cả hộp như này 10 cái thì giá sẽ là tốt hơn nhá. Đấy, cả hộp như này là 10 cái thì giá thì chỉ có 50k thôi. 50k trên một hộp nhá. 50.000 trên một hộp. Đấy, 50.000 trên một hộp. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút lông nhá. Bút lông. Con này thì nó sẽ có hai đầu, một đầu to và một đầu nhỏ này. Đấy, một đầu to, một đầu nhỏ như này. Đấy. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này. 50.000 một hộp, tức là mua một hộp này là 10 chiếc thì giá chỉ có cho các bác là 10 bút, giá thì chỉ có 5.000 thôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 3 cái. Và bên shop về nó sẽ có màu đỏ và màu xanh. Thì các bác muốn lấy màu nào lấy, các bác dùng nó rất là tiện. Đây. Đấy, em cũng đang dùng đây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là một cái dạng nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, lên cho em là nhẫn đồng hồ nhá. Đây, nhẫn đồng hồ này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái nhẫn đồng hồ này, giá của nó sẽ là đây, nhẫn đồng hồ như này. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó thì sẽ là vừa xinh, hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đây, các bác đeo vào nó rất là xinh luôn. Đấy, rất là xinh như này. Rất đẹp các bác này. Vừa là nhẫn trang trí, vừa là đồng hồ luôn, rất xịn sò con bò nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn nhẫn đồng hồ vuông nhá, nhẫn đồng hồ vuông. Đấy. Nhẫn đồng hồ vuông như này giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. Đấy, 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ như này. Đấy. Lên cho em là nhẫn đồng hồ vuông nhá. Đấy. Nhẫn đồng hồ vuông. Giá sẽ là nhẫn đồng hồ vuông, giá sẽ là, các bác lên cho em là nhẫn đồng hồ, giá sẽ là 35.000 một chiếc nhá. 35k cho một con nhẫn đồng hồ như này thôi. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó, nhẫn đồng hồ vuông này. Nhẫn đồng hồ vuông, giá sẽ là 35.000 một chiếc. 35.000 cho một con nhẫn đồng hồ vuông như này, hàng rất đẹp luôn. Đó. Hàng này thì chấm hết luôn các bác nhá. Chấm hết luôn, khỏi phải bàn luôn. Nhẫn đồng hồ vuông. Đấy, giá sẽ là 35k một chiếc này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ ô tô nhá, đồng hồ ô tô. Con này thì gọi là đồng hồ ô tô thôi, chứ còn các bác dùng vào đâu cũng được. Đấy, dùng vào đâu cũng được, chứ không nhất thiết là phải trên ô tô. Giá sẽ là 40.000 cho một con đồng hồ ô tô như này. Nó sẽ có kèm cho các bác là một cái miếng dán như này nhá, một cái miếng dán như này. Về nhà các bác bóc cái này ra cho em này, bóc cái này ra cho em. Sau đó thì mình dán trực tiếp lên cái phần đít này. Sau đó thì đấy thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Mặt của nó mặt vàng rất là đẹp này. Thì các bác có thể dùng để mình dán lên trên ô tô này, hoặc là dán lên trên kệ giá sách này. Nói chung là đa di năng luôn. Màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Màu vàng gold cực đẹp luôn. Đấy.
Lên cho em là đồng hồ ô tô nhá, đồng hồ ô tô giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 trên một chiếc đồng hồ ô tô như này, 40.000 một chiếc nhá. Đấy, giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đấy, bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại cực kỳ đẹp luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Các bác có thể dùng để mình dán lên ô tô này, hoặc là dán lên bàn học này, bàn trang điểm này, hoặc là tủ sách này, để các bác có thể quan sát được giờ một cách tiện ích luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Giá sẽ là 40.000. Đồng hồ ô tô giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái một cái mã đồng hồ nữa. Đó là cái đồng hồ đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, đây nó sẽ là một cái viên đá xoay như này các bác này. Đấy. Một cái viên đá xoay như này rất là đẹp luôn. Đó, và các bác mở ra này cho em này. Mở ra này cho em. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết. Đây, có lẫy như này nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là đồng hồ đá quý cũng được, hoặc đồng hồ dây chuyền được nhá. Đấy, xoay này rất đẹp luôn này. Đó, có dây chuyền đeo như này. Các bác có thể đeo vào trong cổ này. Đấy, đeo cổ, hoặc là các bác có thể là đeo vào thắt lưng cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đây. Xoay này các bác này. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý, giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một con đồng hồ đá quý như này. Đồng hồ đá quý giá sẽ là 60k, mở ra này. Rất đẹp luôn, có dây chuyền như này. Đấy, có dây chuyền này rất là đẹp nhá, đồng hồ đá quý. Giá của nó sẽ là 60k một chiếc. Đấy, đồng hồ đá quý nhá. Giá sẽ là 60.000. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đá màu xanh và một cái đá màu đỏ như này. Đấy, một cái đá màu xanh, một cái đá màu đỏ như này các bác này. Đấy. Đá màu xanh, đá màu đỏ này thì các bác có thể là báo bên em gửi màu xanh hoặc màu đỏ, hoặc là gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Giá sẽ là 60.000. Đấy, đồng hồ đá quý này. Giá sẽ là 60k nhá. Đó. Đồng hồ đá quý có màu xanh màu đỏ, giá sẽ là 60k nha. 60k trong con đồng hồ đá quý như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái vỉ kim vàng nha. Hàng này hàng hot của bên em luôn. Vỉ kim vàng như này. Hàng này thì lấy cho anh cái sợi chỉ đâu. Cái sợi chỉ đâu. Xé đại ra, xé đầy những cái dây cũng được. Dòng này của nó thì sẽ là 2 4 6 8 10 12. Đấy, 12 chiếc, 12 chiếc cho một cái ấy như này. Đây nhá, một cái sợi chỉ màu hồng như này các bác này. Đấy, thì đây. Đây ví một cái sợi chỉ siêu nhỏ luôn, siêu nhỏ như này nhá. Thì khi các bác chỉ cần là đặt vào kim này, các kéo đi là nó sẽ vào này. Đây. Đấy, đặt vào kim này, kéo ngược lên là sẽ vào luôn. Đấy, vào rồi này các bác này. Rất nhanh luôn nhá. Đây vào luôn đây này. Đấy, vào luôn các bác thấy không? Đây. Để em kéo lại cho bác xem nhá. Đây. Đấy, các bác chỉ cần là cầm tay theo cái hình như này. Sau đó thì các bác đặt vào đây. Đặt vào đầu kim này, đặt vào đầu kim như này, kéo phát vào luôn, nhanh trong vòng không phải bao nhiêu giây luôn. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, thì lên cho em là vỉ kim vàng nhá. Giá thì chỉ có 15k thôi. 15.000 mà tới 12 chiếc, nói chung là nó vào trên 1.000 một tí. Nó cũng rất hợp lý luôn. Một vỉ này 12 chiếc dùng cả đời luôn, cả ông cả bà dùng thay nhau dùng nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có 15k thôi, 15k cho một vỉ kim như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ kim vàng nhá. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, rồi ok. Em Phạm Huấn gửi lời chào các bác nhé. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi nhé. Đừng quên cho em xin một nút like nhé. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Đăng ký chia sẻ kênh nhé, các bác có thể chia sẻ lên Zalo, TikTok, Viber, Facebook để cho nhiều khán giả biết hơn, biết đến em hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em, cũng như là các bác có thể là đăng ký kênh và chia sẻ kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái mic dây hàng của thương hiệu Tomahawa, hàng made in Japan nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, made in Japan cho bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho con mic như này. Đấy. 230.000 cho một con mic dây như này. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét, hàng made in Japan, dây siêu mềm luôn. Dây lõi đồng siêu mềm nhá. Tất cả các đầu kết nối của nó đều rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếng mic nha hay trầm ấm nhá. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. Thêm hôm nọ nhớ. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật này. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. 230k và bao ship nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là mic dây của Mỹ nhá. Mic dây của Mỹ như này. Đấy. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nguyên cái khâu đóng hộp của nó đã chất lượng rồi. Hàng của thương hiệu JBL nhá. JBL. Đó. Các bác xem kênh thì đừng tiếc em một nút like nhá. Các bác nhấn like giúp cho em, nhấn like giúp cho em và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Đấy, các bác thấy cái mặt hàng em bán hay, chất lượng và ý nghĩa thì đừng quên cho em xin like nhá, xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, đây các bác lắp vào cho em này, lắp vào cho em. Theo đúng cái phần khuyết này các bác lắp vào cho em này. Đó. Con này thì cực kỳ chất luôn. Đó. Thân của nó đều là bằng thép hết nhá, thân bằng thép hết. Dây thì cũng giống dây của thằng mic Nhật thôi. Đấy, cũng dài khoảng từ 4 đến 5 mét và cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA này, thương hiệu JBL. Chất mic thì cực kỳ là hay luôn, hay trầm ấm nhá. Hàng nguyên cái hộp đóng gói của nó đã xịn sò rồi. Lên mã giúp cho em đó là mic dây của Mỹ nhá, mic dây của Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 thôi các bác nhá, 280.000. Và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là mic dây Mỹ này, đó, mic dây Mỹ, giá sẽ là 280k nhá, 280.000. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái quạt tích điện nhá, quạt tích điện xanh. Con này giá sẽ là 55.000 thôi, cực kỳ hạt rẻ luôn. Nhà bác nào cũng nên mua 1 đến 2 cái. Đấy, nhà có người già trẻ con mua 1 2 cái. Con này thì thời gian chạy của nó sẽ là từ 3 đến 5 tiếng tùy theo độ sạc pin nhá. Nó sẽ có sẵn pin bên trong luôn. Các bác chỉ cần bật cho em là xong. Nó sẽ có 3 cấp độ gió nhá. 1 2 3 cấp độ gió tất cả. Đây, có 3 cấp độ gió 3 số này các bác này. Đó. Nói chung là độ mát của nó thì bằng pin thì nó vừa phải thôi. Con này thì nó linh hoạt nhá, có thể kéo cao khoảng tầm 40 cm và cũng có thể gấp gọn như này. Đấy, các bác có thể để trên bàn làm việc này, mang đi học, đi du lịch, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Ưu điểm của nó là chạy bằng pin. Đó, cho nên nó rất tiện ích và có cáp sạc đi kèm. Có cáp sạc đi kèm với bác luôn. Giá thì sẽ là 55k nhá. Quạt xanh tích điện nhá. Quạt xanh, tên cho em là quạt xanh nhá. Quạt xanh đúng không? 55k cho một con quạt xanh tích điện như này, 55.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thổi bụi chạy bằng điện nhé. Con này giá sẽ là 260.000. Đấy, vừa hút vừa thổi luôn. Công suất của nó thì cực kỳ là khỏe luôn. Vừa hút vừa thổi nhá. Nhà bác nào hay có lá lẩu này hoặc là làm thợ làm nghề hoặc là các bác mua để dọn sân vườn cũng rất là ok luôn. Đấy, công suất của nó rất là khỏe. Thì giá sẽ là 260k nhá. Lên cho em là thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì dung tích của nó sẽ là, hàng này thì xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít nhá, 3,5 lít. Con này thì nó sẽ là đun được hết các loại bếp luôn nhá, đun được hết các loại bếp luôn. Đây. Lẫy của nó đây các bác này. Đấy, các bác mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy. Hàng của hãng thì các bác biết rồi. Hàng của hãng thì các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, ấm của Đức, hàng của thương hiệu Kaisavilla này, Kaisavilla hàng của Đức này. Nắp của nó đây các bác này. Đấy. Giá thì các bác lên cho em là cơ. Các bác lên cho em là ấm đun nước nhá. Bao nhiêu đây? Ấm đun nước à? Ấm đun nước nhá. Bếp từ bếp trước các thứ đun được hết 430k. Đây, nó đun được 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn nhá. 6 loại bếp luôn. 1 2 3 4 5 6 loại bếp, bếp từ bếp hồng ngoại, bếp halogen, bếp ga. Ấy. Lẫy của nó này, rất chất luôn nhá. Các bác mà rót nước vào, các bác mà ngại mở cái nắp này ấy thì các bác cho trực tiếp vào vòi này cho em. Vòi này nó rất là to. Đấy, nó phải vào khoảng là đường kính là khoảng là 3 cm nhá. Đấy thì các bác nhả trực tiếp vào vòi này cũng được. Hoặc là các bác mở nắp này, nắp cũng rất là chất luôn. Hàng bằng inox 304 nhá. Dùng con này đun cũng rất là nhanh. Nhà có khách mà các bác ngại cắm ấm siêu tốc thì các bác chỉ cần bật bếp từ lên đặt vào cho em là xong. Đấy, lên cho em là ấm đun nước, giá sẽ là 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái bộ dao sói đây. Bộ dao sói đây là một cái bộ dao giá sinh viên, hàng của Nhật nhưng mà giá rất là sinh viên. Bộ này của nó hàng của Nhật nhá, Japan đây. Bộ sẽ bao gồm cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bộ dao sói đúng không? Bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đợt này về cho các bác giá còn tốt hơn nữa luôn. Giá chỉ còn cho các bác là 80.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bao gồm cho các bác là 3 dao, một cái nạo và một cái gắp bát đĩa này, gắp bát đĩa. Đấy, thì cái này nó là khi mà các bác đồ nóng hay là các bác đưa vào, kẹp bát, kẹp đĩa vào đây. Đấy, thì nó rất là tiện nhá. Đây thì em sẽ mô phỏng cái gắp bát đĩa này cho các bác xem. Đây nhá, ví dụ như đây là một cái cân này, một cái cân và nó cũng là như cái miệng đĩa các bác đưa vào các bác gắp lên này. Đấy, gắp lên này cho em này. Đấy.
cắp lên như này đấy, hoặc các bác có thể kẹp lên như này, nó sẽ có mấy cái lẫy này cơ, thì các bác dùng cái lẫy nào được đấy, nó rất là tiện nhá. Cái này nó hơi nặng thì nó mỏng nhưng nó khó kẹp thôi, chứ còn bình thường nếu các bác dùng nó cũng rất là dễ dùng thôi. Đó đây, ví dụ như cái này đấy, các bác đưa vào đây, đưa vào mình kẹp lên cho em đấy, kẹp lên cho em. Nó rất là nhiều cách để mình kẹp nhá, các bác có thể kẹp ngược hoặc kẹp xuôi như này tùy theo nhá. Đấy, để kẹp cái này thì đây đấy, nó sẽ là kẹp như này các bác này. Đấy, đây ví dụ đây là cái đĩa này đấy, hoặc cái bát này, các bác kẹp này cho em. Đó đấy, chức năng của con này là như thế các bác nhá. Thì giá sẽ là 80k thôi, lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói giá sẽ là 80k đấy, bộ dao sói này, bộ dao sói, bộ dao sói giá sẽ là 80k nhá, dao giá sinh viên luôn 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái viên giặt xả nhá, viên giặt xả và tẩy luôn, tẩy giặt xả 5 trong 1 như này nhá, 5 trong 1 như này. Đấy. Đây. Giặt xả này, tẩy trắng này, rồi lưu hương thơm này, 5 trong 1 luôn. Giá sẽ là 55. Hả? 55.000 thôi. 55.000 cho một hộp như này, mà hộp này của nó là lên tới tầm hình như tầm 40 gói luôn, 40 gói tức là giặt được 40 lần nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả 5 trong 1, giá sẽ là 55k cho một bịch như này. 55.000 mà được 40 viên, 40 viên và mỗi lần giặt thì lượng quần áo của nó sẽ là được khoảng từ trên dưới 3 đến 5 cân nhá, 3 đến 5 cân. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Giặt vừa sạch vừa thơm vừa tiện luôn nhá, vừa sạch vừa thơm vừa tiện. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã, đó là cái đất sét dẻo nhá, đất sét dẻo đấy, xi măng dẻo đó, giá sẽ là 20.000 một gói xi măng dẻo như này nhá, xi măng dẻo 20.000 một gói, 20k cho một gói xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Một gói này của nó thì nó sẽ trong lòng bàn tay này các bạn, trong lòng bàn tay như này. Thì về nhà các bác sẽ đấy, keo xi măng thì bị lỗ hổng. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bị được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô nó chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến gián chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Bác nào cần thì bấm vào giỏ hàng màu vàng bên trái cho em. Và đây cũng là ca pháp sư Trung Hoa lại nghĩ ra cái cục keo xi măng để bị lỗ hổng này. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bị được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô nó chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến gián chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá chỉ có 20k thôi, lên cho em là xi măng dẻo nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái thước rút này, thước rút, thước móc khóa nhá, dài là 2m, dài là 2m như này. Có lò xo giật rất là tốt luôn, và dòng này của nó sẽ là dòng xoắn nhá, dòng xoắn cực đại được luôn. Đấy, rất là tiện, các bác không sợ bị gãy này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là thước móc khóa, giá thì sẽ là 50k nhá. Sẽ có cho các bác là màu vàng gold rất là đẹp luôn. Thước móc khóa 50.000. Đấy, màu vàng có hai màu vàng và màu đồng như này. Nói chung là cái này thì cũng không quan trọng màu đâu. Màu vàng màu đồng như này nhá. Đấy, màu vàng màu đồng như này. Giá sẽ là 50k một chiếc thước móc khóa nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cút nối nhá. Cút nối à? Cút nối điện này. 10.000 một cái nhá. Đấy, các bác chỉ cần là ật cái này lên cho em, sau đó thì đút hai cái dây điện vào đây, sau đó thì mình ật xuống cho em là xong. 75.000 một chục, và giá lẻ sẽ là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc. Đó. 75.000 một chục, 10.000 một cái các bạn. Đấy, 75.000 một chục, 10.000 một cái cho em. Đó. Cút nối điện rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái con đèn sông tinh dầu đuổi muỗi, giá sẽ là 120.000. Đấy, combo cho bác là 4 lọ sông tinh dầu và một con đèn như này. Một con đèn như này thì các bác về các bác xoáy cái nắp trắng này ra này. Đấy, sau đó thì xoáy cái lọ sông tinh dầu này vào cho em. Đấy, sau đó thì mình cắm vào. Diệt đuổi muỗi rất là tốt luôn. Giá sẽ là 120k nhá, 120k. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi combo cho các bác luôn, một đèn và 4 lọ tinh dầu, có công tắc như này, rất là tiện. Các bác cứ bật cho em, những ngày đầu thì các bác bật cho em khoảng 3 ngày liên tục, còn những ngày sau thì cứ từ 4 giờ chiều là các bác bật cho em đến đi lọ nào đi ngủ mình tắt đi. Mua combo cho các bác 120.000 như này dùng cho em cả năm luôn. Đấy, mỗi lọ này dùng cho em là 3 tháng, 4 lọ là dùng 1 năm. Ngày nào cũng bật cho em đều, muỗi hết sạch luôn, nhà không còn một con muỗi nào luôn nhá. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi 120k, rất rẻ luôn. Các bác mua như này là tính ra là vào 30.000 một lọ tinh dầu, không mất tiền đèn. Đấy, hàng thì hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá, chất lượng cho bác luôn. Đó, yên tâm cho người già, trẻ em nhá. Đấy, diệt các loại muỗi luôn, các loại muỗi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái này nó là cái tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá sẽ là 50.000 à. 50k cho một cái bộ tựa lưng như này, 50k thôi.
Con này thì chuyên trị cho các bác bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ. Cái này nó là dòng công thái học nhá. Đấy, công thái học, cho nên là khi các bác sử dụng thì nó khá là tốt luôn, khá là tốt và tiện ích luôn. Đây, combo sẽ bao gồm cho các bác là một cái đế như này và một cái này. Thì các bác có thể cho là 1, 2, 3, 4 cấp độ thì các bác có cho từ cho em là từ nhỏ đến lớn. Đấy, sau đó thì các bác nằm lên cho em nhé, nằm lên cho em. Đó, giá chỉ có 50 cành thôi. Chuyên trị đau mỏi xương khớp này, giúp cho các bác là cột sống, đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ linh hoạt hơn. Đây, chuyên trị đau mỏi, giúp cho các bác là đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ rất là linh hoạt nhé. Đấy, rất là linh hoạt luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành mà các bác đi mổ xương, mổ khớp là mất 150 triệu đến 500 triệu nhé. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ bây giờ đi mổ là rất mất rất nhiều tiền, động đến xương khớp là mất rất nhiều tiền nhé. Cho nên là các bác nên sử dụng cái này là cái gì? Cái gì lưng nhỉ? Tựa lưng nhá, tựa lưng cho em. Giá sẽ là 50 nghìn. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đấy, các bác đơn hàng từ 200 nghìn trở lên bên em đã bao ship rồi. Thì các bác xem kênh mà yêu quý em nhé. Yêu quý em thì cho em xin một nút like. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhé. Đấy, nút like và một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Rồi, chào tạm biệt các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhé. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đấy, xin nhắc lại là các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like nhé, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, và bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh, và bác nào chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác ba cái mẫu thắt lưng dù, thì nó sẽ có tên như sau: thắt lưng đại bàng, thắt lưng dép và thắt lưng lỗ. Đấy, tất cả đều được làm từ sợi dù nhá, đều được làm từ sợi dù. Bền thì vĩnh cửu luôn đó, bền thì vĩnh cửu luôn các bác nhá. Và cái độ dài thì nó cũng na ná như nhau thôi, nó sẽ vào khoảng từ 1m1 đến 1m2, từ 1m1 đến 1m2 nhá. Đây, đấy, cái con thắt lưng lỗ này thì nó dài hơn, chắc là nó vào khoảng 1m2, còn hai con thắt lưng đại bàng và thắt lưng dép này thì nó sẽ là 1m1 nhá. Con lỗ này thì nó có dập sẵn lỗ cho các bác đây rồi, và rất nhiều lỗ luôn, rất nhiều lỗ nhá, rất nhiều lỗ thì các bác cứ thích dùng lỗ nào thì mình cho vào thôi. Còn hai con này thì nó sẽ là lẫy sập nhá, hai con lẫy sập đó. Hàng thì đều là hàng của Mỹ hết này, USA này, hàng của Mỹ, các bác yên tâm sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, đây sập vào theo là xong này. Đấy, rất là ngon lành luôn đó. Các bác lên theo là thắt lưng lỗ này 70.000 này, cái thắt lưng đại bàng, thắt lưng đại bàng này 120 này, với cái dù thắt lưng dù 80, rồi ok nhá, thắt lưng dù 80k đó. Thì bên em có 3 mẫu như vậy, giá nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, giá sẽ như này thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Con đại bàng này là đắt nhất này, 120.000 này. Đấy, còn con thắt lưng dép này thì sẽ là 80.000 này, còn con thắt lưng lỗ này thì sẽ là 70.000 cho con thắt lưng lỗ như này đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm, nhà vệ sinh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dung xịt xịt như này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa, nó là dạng kem như này và hương chanh rất là thơm luôn. Các bác xịt ra thì nó sẽ là đánh tan các cái mảng bám, rồi nói chung là dầu mỡ. Giá thì sẽ là 40k nhá, 40k lên cho em là xịt nhà tắm, nhà vệ sinh 40.000 các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chổi để các bác lau bàn bếp nhá, lau bàn bếp ga, rồi lau cửa kính, cái thứ rất là ok. Nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán ở đây, một cái miếng dán ở đây các bác nhá. Đó, một cái miếng dán ở đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là lắp ở đây cho em này. Đấy, sập ở đây cho em, sập ở đây này. Đấy, ở đây nó có lẫy sập này các bác, sập ở đây cho em này. Đấy, sau đó thì khi mình rửa thì mình kéo này cho em. Đấy, kéo này mình lại thả ra. Đó, lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, chổi lau bàn bếp rất tiện ích luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình lau này, kỳ cọ này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, và khá là vừa vặn để cho các bác là sử dụng nhá, rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40.000. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này, chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k nhá, 40k. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn thóc nhá. Đấy, đèn thóc đây. Đấy,
một con đèn thóc như này, hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì chỉ có 60.000 trong con đèn thóc này thôi, siêu sáng luôn nhá. Nó sẽ có 3 chế độ, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đây, dài khoảng là 20-25 cm. Đây là báo pin luôn cho các bác này. Đấy, rất sáng nhá. Đây em sẽ dọi cho các bác xem này. Đây, đấy, đây kho em này, các bác thấy không? Ban ngày mà đèn còn dọi như này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha nó dọi rất là xa và sáng luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc nhá. Giá cực ưu đãi cho bác luôn, chỉ có 60 cành cho một con đèn như này thôi. Đấy, bên trong của nó sẽ là pin 16850 cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc, giá sẽ là 60.000 nhá. Đèn thóc giá sẽ là 60k cho một con đèn thóc như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là con sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời cột nhá. Đấy, năng lượng mặt trời cột. Con này thì giá của nó sẽ là, con đèn năng lượng này là bao nhiêu đấy? Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 1 này, 2. Nguyên cái tấm pin con này bao nhiêu? Nguyên cái tấm pin này của nó là 50 cm nhá, dài khoảng 50 cm rồi. Đấy, còn là tính cả đai này thì nó sẽ là vào khoảng 60 cm. Giá sẽ là 590k nhá, 590.000 bao ship đi tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là đèn năng lượng mặt trời nhá. Đây các bạn này, đấy rất sáng luôn. Dập anh ấy cầu dao. Đấy, rất sáng luôn các bạn này. Đó. Dập cầu dao, dập cầu dao. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng cảm biến nhá, rất là sáng luôn. Đó, đây các bạn này. Đây. Các bạn thấy chưa? Đây. Test cho các bác xem luôn, trực quan sinh động nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Đây. Cả một không gian này của em là hàng trăm mét vuông mà nó rất là sáng luôn các bác nhá, rất là sáng luôn. Thì các bác chiếu vào cái không gian sân vườn thì rất là hợp lý các bạn này. Rất hợp lý luôn. Nó sẽ có cho các bác một tấm pin năng lượng mặt trời như này và hệ 6 đèn led như này. Đây, rất sáng luôn. Rồi. Đấy, sáng khủng khiếp luôn các bác nhá, sáng khủng khiếp luôn. Đó. Và nó là dòng cảm biến nhá, dòng cảm biến. Đấy, ban ngày thì nó sẽ tự tắt và ban đêm thì nó sẽ sáng và nó sẽ kèm cho các bác là đai điếc các thứ đàng hoàng nhá. Có đai vít các thứ đàng hoàng. Đây. Có đai bắt được đàng hoàng các bác này. Đấy. Có đai rồi có cả điều khiển luôn các bác này. Có cả điều khiển luôn. Có cả điều khiển tắt bật luôn các bác này. Đấy. Có cả điều khiển tắt bật về nhà các bác lắp pin vào. Đây là đai để bắt vít này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 590.000 thôi, 590.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mã quạt. Các bác lên cho em đó là quạt quạt tích điện nhá, quạt tích điện này. Đấy. Hàng của thương hiệu Makita như này. Rất chất lượng cho bác luôn. Đấy. Chạy cực kỳ là khỏe các bác nhá. Đấy. Nó sẽ có hai số các bác nhá. Hai số, số 1 và số 2. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Có thể ngoắt nghéo được như này, dùng thì rất là đã này. Thời gian liên tục của nó có thể là mát được từ 5 đến 10 tiếng. Thì các bác tha hồ thoải mái cứ sạc pin vào là dùng cho em. Đấy, sạc pin vào là dùng các bác, rất chất lượng luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt tích điện nhá. Đề phòng mùa hè mất điện này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, nhà có trẻ nhỏ cái thứ này. Mạnh lắm. Đây. Các bác nghe cái tiếng gió nó chém là thấy đã rồi. Đường kính của cái giọ này thì vào khoảng là 25 cm. Đấy. Và có sẵn cho các bác một quạt một pin như này nhá, một quạt một pin như này. Đó, thì các bác về cái thế là mình dùng thôi, rất là tiện luôn. Nên mã giúp cho em đó là quạt tích điện nhá, quạt tích điện, một quạt một pin, kèm cho các bác là một quạt một pin và một cái cáp sạc luôn. Đấy, một đốc sạc như này luôn nhá, một đốc sạc như này luôn. Đấy, một đốc sạc như này luôn. Hàng của thương hiệu Makita, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, các bác thấy chưa? Makita made in Japan này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, cả kèm cả đế sạc như này luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi lên mã giúp cho em đó là cái này là quạt tích điện à. Lên cho em là quạt tích điện 380k nhá, 380.000 cho con quạt tích điện như này. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đấy, 140.000 thôi, 140.000. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây thắt lưng cá sấu rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Dây thắt lưng cá sấu đẹp như này. Đó. Màu của nó sẽ là màu nâu như này. Đấy, màu nâu rất là đẹp như này. Và ưu điểm của con này có cho các bác là hai cái mặt cá sấu rất là đẹp luôn. Hai mặt cá sấu này. Hai cái mặt cá sấu tuyệt vời như này. Các bác có thể dùng để mình thay tháo, mình sử dụng dần năm này qua năm khác nhá. Đấy, rất là ăn khớp luôn, rất ăn khớp luôn. Tông màu tông miếc rất đẹp luôn các bác này. Đó, đây. Các bác thấy chưa? Đó. Chất da siêu mềm luôn. Hàng đựng trong cái hộp xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà thôi rồi luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Khóa kiếc của nó thì cực kỳ là ngon rồi. Khóa kiếc thì không thể chê vào đâu được các bác này. Đây. Khóa của nó này, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Đây, đấy, khóa của nó này. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Chất da thì siêu mềm mại, đựng trong một cái hộp da luôn. Đựng trong một cái hộp da bóng đẹp như này các bác này. Đấy, một cái hộp da xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất là ok nhá.
Lên cho em là cá sấu hộp giá sẽ là 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ dao, vỉ dao 12 con nhá. Một vỉ dao gọt hoa quả như này 12 con. Một vỉ như này 12 con nhá, giá sẽ là 40k. Đó, 40k lên cho em là vỉ dao nhá. Vỉ dao 12 con, vỉ dao 12 con, giá sẽ là 40.000. Vỉ dao 12 con, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. 40.000 cho vỉ dao 12 con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Đấy. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít, giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho con bình 20 như này. Đấy, lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít, giá thì chỉ có 80k thôi. 2 lít cả vỏ inox 304 dùng chuyên để đựng nước lọc, nước uống, đồ nước lạnh cho em. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn, giá cực kỳ hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Đó, giá rất hợp lý. Rồi lên mã giúp cho em đó là bình 20. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó, cái để thì sẽ có cho các bác là hai dòng đấy, và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt, nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình nhá. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có tốc năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn. Cho nên là các bác có thể dùng
tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhá. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhá. Có hiện giờ đây thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy. Quạt đồng này cánh bằng nhôm và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy. Dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3 4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm, con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó tất cả nó phải hàng chục cân hơn chục cân nhá, rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em, rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên shop sẽ lên cho các bác một loạt các cái mẫu đồng hồ của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các cái mã đồng hồ bên em thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác các cái mã đồng hồ cơ trước nhá. Đồng hồ cơ thì đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 66 này. Đồng hồ cơ 66 đây, hàng automatic tự động cho các bác luôn. Con này 100% lộ cơ nhá. Đồng hồ cơ 66, con này thì giá của nó sẽ là 400 mấy em nhỉ. Lên thì em là đồng hồ cơ, hỏi hộ tí. Cơ 66 giá của nó sẽ là cơ 66 bao tiền đấy Phương ơi? 66 là 400. Giá của nó sẽ là 400k nhá. Lên thì em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k đó. 400k cho một con đồng hồ cơ 66 như này, giá chỉ có 400.000 cho con đồng hồ cơ thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, automatic này, gắn đá rất là đẹp luôn nhá. Đó, tự động. Đây. Baijino, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan luôn các bác này. Đấy, made in Japan luôn. Tem 7 màu luôn. Made in Japan. Lên mã giúp cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k nhá. 470k cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng số La Mã nhá. Đấy. Bắt đầu cơ chuyển động là đồng hồ quay luôn, rất đẹp nhá. Mặt sapphire này, chống xước này. Đấy, đây của nó đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 470.000. Hàng siêu đẹp cho bác luôn. Đấy, đây. Đeo vào thì lên form lên dáng cực đẹp nhá. Lên form lên dáng cực đẹp. Đấy, màu vàng như này. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải có chuyển động thì nó mới chạy nhá. Đấy. Có chuyển động là nó chạy ngay các bác này. Có chuyển động là nó chạy ngay. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên theo là đồng hồ cơ La Mã này, giá sẽ là 470.000 thôi nhá, 470k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái giá đồng hồ cơ 88 nhá, đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, 500k nhá. Lên theo là đồng hồ cơ 88 này. Đây, con này thì anh em các bác lên theo là đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, con này thì cũng độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Đó, độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, automatic tự động hết. Đó, mặt sapphire. Đấy, có dây của nó này, dây của nó rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Đấy, đồng hồ cơ 88.
đồng hồ cơ 88 nhá, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, thì hiện tại bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đồng hồ cơ 66, đồng hồ cơ 88 và sẽ có cho các bác là bên em có 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen này, đồng hồ hộp đen này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân tháo như này, một viên pin và một chiếc đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 200 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá sẽ là 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác cho một con đồng hồ hộp đen như này luôn. Đó. Dây của nó thì là màu vàng như này, dây mặt màu vàng thép không gì nhá. Đó. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá chỉ có 200 cành cho một con đồng hồ như này thôi. Rất đẹp, rất xịn sò các nhá. 200.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen, giá sẽ là 200k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Rolex, con này thì cũng nó cũng chạy bằng pin luôn. Đấy, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đấy, con này thì cũng rất là chất lượng. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, đồng hồ Rolex này, có lịch báo các thứ đàng hoàng nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đấy, rất đẹp này. Mặt rất đẹp luôn các nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, con SK này thì đồng hồ SK này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng thương hiệu SK của Nhật nhá, đồng hồ SK. Rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp. Có cả lịch, có cả ngày tháng luôn. Và mặt của nó là màu đỏ như này, màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy, và có cả cái lẫy xoay các bác này. Cái này thì không biết là xoay làm gì thì về nhà các bác tự tìm hiểu nhá. Nó có cả cái lẫy xoay như này. Đấy, xoay cái la bàn bên trong này này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao. Giá thì sẽ là 80.000 à. Đây nó có cái lớp giấy dán các bác này, giấy dán chống xước này. Đấy. Giá thì sẽ là 80k cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. Có đèn báo này, có đèn báo sáng này. Đó, rất đẹp luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Hàng cực chất và giá hợp lý nhá. Bên em thanh lý được hệ thống siêu thị. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý cho các bác luôn. 80k một con đồng hồ như này. Đấy, dây quai đeo có thứ cực kỳ hàm hố và chất lượng luôn. Đeo vào khẳng định đẳng cấp luôn các nhá. Đó, đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì cái mã đồng hồ dây da thì bên shop có hai màu, màu đen và màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu đen, màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Lấy anh cái màu đen tí nào. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, đồng hồ dây da nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bạn. 50.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác đeo rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ đẹp, hàm hố nhá. Có cho các bác là hai màu. Đấy, có hai màu là màu đen và màu nâu. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác này. Màu đen và màu nâu như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Đồng hồ dây da giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP đây. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, hai mẫu. Hàng này thì nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá. Hàng chạy bằng pin. Có hai màu như này. Đấy, màu vàng và màu bạc. Thì các bác lên cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP có hai màu, màu vàng và màu bạc. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này. Có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó, màu đồng hồ VIP. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một cái mẫu đồng hồ VIP như này. Đồng hồ VIP 150.000. Đó, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, đấy là tổng thể các cái mẫu đồng hồ của bên em. Các bác có thể xem tham khảo và lựa chọn để mua cho mình và cho đại gia đình nhà mình các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship.
và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bác sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá. Đấy, 3 gram nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá, trà sâm của Hàn Quốc. Một hộp này sẽ là 100 gói các bác. Một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này. 240.000 cho hộp này và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy. Ví dụ các bác đi tàu đi xe này hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy, đi tàu xe, đấy. Thì các bác dùng cái này với em. Đấy, rất là thích luôn. Hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea các bác đây. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea nó hoa nhá. Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm này, đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240.000 cho một hộp này nhá. 240.000 trong hộp này và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc. Made in Korea nhá. Đây, Made in Korea đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn đây. Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả riết đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm, giá sẽ là 240.000, 240.000 trong hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lộ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi. Đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400.000 nhá. 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400.000. Đều là hàng lộ cơ hết nhá, hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này, đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy, bong chốc nứt nở thấm rột các bác bôi lên cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy, các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 cho con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho các bác luôn. Có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút đi vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá. Một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy nha. Đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác, đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này, đây, bật ra này. Đấy, các bác bật ra là sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá. 1,3 lít, 160.000 cho con bình voi như này. Quai sách xích xiếc rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này. Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhá, không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn, nó rất là tiện nhá. 160.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái băng dính trong hai mặt nhá. Băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Dính ổ điện, dính thiết bị được. Mình dính rất là đa tính năng luôn và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy. Hai mặt luôn. Các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá. Đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây. Đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó.
lên tiên là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20k một quận này thôi nhá, 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này, giá thanh lý cực tốt cho bác luôn đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga các bác lên tiên là khò ga trắng nhá, khò ga trắng đấy, con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi, 40k cho một con khò ga trắng như này nhá, 40k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 40k cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này, con này thì giá sẽ là 40k nhá, 40k, chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k cho con dao gọt gỗ như này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000. Đấy, 80.000 con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben, nấm ngứa kẽ chân tay, hắc lào long ben nấm ngứa kẽ chân tay các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 thôi, 20k cho một cái hộp hắc lào long ben như này nhá. Lên cho em là hắc lào long ben, giá sẽ là 20k cho một típ như này, 20.000 cho một típ như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này, giá sẽ là 140.000. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác, nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá. Độ dày của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy các bác. Đấy, nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện. Để mình chế biến đồ ăn đồ uống không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh nhá. Chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. 5 chiếc có vung đậy như này. Các bác có thể đều chồng với nhau. Đấy, hoặc là để vào nhau luôn. Gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, bộ nồi 5 món như này. Đấy, giá thì sẽ là 140.000 nhá. Bộ nồi 5 món 140k. Kích thước của nó thì sẽ là 16, 18, 20, 22, 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 thôi nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc Cu luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc vừa là dòng phích đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cúc Cu, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây, có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ
nó sẽ là từ 70 đến từ thấp tức nhiệt của nó là nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhé, 70-75 độ. Lên trên là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá, phích đun sôi 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt, nóng nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức, hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy, đây. Lên cho em là ấm Đức này, công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó này. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và ở đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7 lít nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun niếc cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã đun cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá, giá của nó sẽ là 360.000. Đấy, 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 trong con ấm siêu tốc inox như này. Đây nắp của nó này. Đấy, nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt như này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1.7 lít luôn. Mắc của nó là 1.7 lít. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Đó, con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450.000 nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nhá, và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các bác xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên theo là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, 700ml các bác nhá. Đó. Con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá, một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhá. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiếc của nó ngon lành luôn. Lên mã cho em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này cho em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính.
Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu, để ăn lẩu, ăn niếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới, sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này, hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1, 2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp, khay nhiếc cũng rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này, hoặc là ăn lẩu, ăn nhiếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt, các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika, hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây. Nhanh, chậm, tự động, các kiểu con là điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá. Nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhé. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây 220V 50Hz, 235W và 2,5 lít nhá. 2,5 lít đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng thương hiệu Philips, sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá. Độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300 có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhé. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là, bếp từ Philips nhé. Bếp từ Philips, giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini, giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này. Con này rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, hai người, hai ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nhá, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên các bác dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em. Hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bác ơi. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá, cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là, nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi đất nhá. Nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bác. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm giữ nhiệt tốt. Quai sách như này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và
và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy, nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm sáp, giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, các bác lên nha, em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy, lượng calo của nó thì tới là 1.967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là trà sâm nhá, trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn, hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng made in Korea nhá, một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá, hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá, uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy, sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này, bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240.000 một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Đấy, made in Korea. Đây. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này. Chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống, rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật rất nhiều mã hàng mới để gửi tới các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, ba cái tô như này. Kích thước của nó thì hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức đây. Đấy, Winling hay hình người của Đức. Các bác nhận được hàng hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, Winling hay hình người của Đức nhá. Kích thước của nó thì con to nhất này của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 20cm. Và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là trên 10cm. Thì em sẽ đo kích thước thực tế cho các bác xem luôn. Đó, đây. Đấy, con to nhất của nó là 22 nhá, 22.5. Đó, và con nhỏ nhất của nó thì là 16.5. Đó, thì đây là cái kích thước của nó này. Đấy, con này của nó thì dung tích của nó, con to nhất này sẽ là 1.8L này. Con to nhất này của nó sẽ là 1.8L nhá. Con nhỡ này thì sẽ là 1.2L và con nhỏ này thì sẽ là 700 nhá, 700. Đó. Một cái bộ ba tô inox như này. Các bác có thể dùng để mình ăn cỗ ăn bàn hoặc công việc, nói chung là đình đám hoặc là cỗ bàn. Thương hiệu Winling của Đức, thép không gỉ nhá. Đó. Giá sẽ là 90.000 thôi, 90.000 cho một cái bộ ba tô như này. Tính ra bình quân là vào có 30.000 trong cái tô này thôi. Bền vĩnh cửu luôn, bằng inox như này các bác ăn cơm ăn nước, dùng đồ đàn rất là lịch sự luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ môi thìa nhá. Các bác lên cho em là bộ môi thìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 thôi. 65.000 cho cái bộ môi thìa như này nhá. Giá sẽ là 65.000. Đó. Lên cho em là bộ môi thìa nhá, bộ môi thìa. Đấy. Bộ lên cho em là môi xẻng đi, môi xẻng nhá. Lên cho em là môi xẻng này, đó. Môi xẻng cho nó ấn tượng, môi xẻng giá sẽ là 65.000. Đấy. Lên. Hả? Không, như cái này nó là cả bộ mà.
lên theo là bộ môi xẻng nhá, giá sẽ là 65.000 thì nó sẽ là một cái môi to này, một cái xẻng này và hai cái môi nhỏ, trong đó có một cái môi lỗ và một cái nạo nữa. Đấy, combo cho các bác như này. Hàng thì cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Cái này em cũng không tiện bóc ra thì nó sẽ bị rời ra, cho nên là đây, nó combo cả bộ như này thôi. Đấy, thì em cũng đo thực tế luôn các bác này. Đấy. Thì cái xẻng này của nó dài là 34 cm. Cái môi to này của nó cũng là dài 33 cm. Cái môi nhỏ này thì là 20 nhá, môi nhỏ 20. Đấy, đường kính của môi nhỏ là 6, còn đường kính của môi to là 10 nhá. Đường kính của môi to là 10. Và một cái dao kèm nạo, kèm khui bia đánh vẩy cá thứ ok luôn. Combo cho các bác là 1 2 3 4 5 món. 5 món mà giá 65.000, giá không thể tin nổi luôn. Hàng thì rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy, dày dẫn chắc chắn. Thì combo cho các bác như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ môi xẻng, giá sẽ là 65.000 nhá. 65.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp vít nhá. Các bác lên cho em là hộp vít nhá. Đấy. Thì em gọi nó là hộp vít thôi, chứ còn combo của nó là khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là đầy đủ cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là một cái cà lê này, một cái búa này. Búa cán của nó là bằng thép có bọc nhựa này, búa cán bằng thép bọc nhựa này. Đấy. Một cái thước rút này. Đấy, con này thước rút của nó sẽ là 2 mét này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một cái kìm này. Đây. Một cái kìm các bác này. Đấy, một cái kìm như này, một con kìm như này nữa. Tiếp theo của nó sẽ có cho các bác là một con bút điện này, một con bút thử điện này. Đấy. Một con dao dọc giấy này. Một dao dọc giấy này. Đấy, một bút thử điện, một dao dọc giấy này. Một cái bộ vít bao gồm là 3 cây này, 2 cây múi và một cây dẹt này. Đấy, một bộ vít 3 cây này. Và một cái bộ lục giác này, một cái bộ lục giác như này. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ đồ nghề đẹp như này, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đựng trong một hộp như này. Thì các bác lên cho em là bộ đồ nghề đi, bộ đồ nghề, tại vì bên em cũng không có cái bộ đồ nghề nào cả. Lên cho em là bộ đồ nghề như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 100 cành tròn thôi. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá sẽ là 100k trong cái bộ đồ nghề như này. Giá rất hợp lý luôn nhá. Lên mã giúp cho em là bộ đồ nghề. Giá chỉ có 100.000 cho bộ đồ nghề này thôi. Đựng trong cái hộp rất là xịn sò như này. Các bác có thể mua để về mình sử dụng, nó cũng rất là tiện ích, hoặc là dùng để làm quà cũng được. Đấy, bộ đồ nghề giá 100k nhé. Bộ đồ nghề 100k. Lên cho em là bộ đồ nghề nhé. Bộ đồ nghề. Đấy, bộ đồ nghề giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng nhé. Thép SK5, hàng của Nhật đây, Japan này. Con này thì siêu sắc bén luôn. Bên shop bán thì giá siêu rẻ luôn các bác nhá. Đó. Hàng siêu sắc bén luôn, thép SK5 không gỉ này, hàng của Nhật, Japan đây. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Bán lẻ thì giá của nó sẽ là 30k, 25.000 một chiếc nhá, kéo bếp vàng. 25k một chiếc. 30.000 một cái nhá. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng 30k một cái, và mua từ 4 cái thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. Combo 4 cái 100.000. 4 cái 100.000, còn mua lẻ thì là 30.000 một cái. Mua lẻ 30.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 4 cái 100.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá, miếng dán ngải cứu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng. Thì giúp cho các bác là thải độc bàn chân này. À, giúp cho các bác là chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau các xương khớp này, vai này, gáy cổ này, đấy, khớp gối này, là các bác bôi vào cho em là ok hết nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 20k cho một hộp như này, và mua năng tặng 1 nhá. 20.000 một hộp như này và mua năng tặng 1. Đấy. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu. 20k trên một hộp như này, bao gồm 12 miếng, và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái Eto này. Eto hàng của Nhật nhá, hàng thương hiệu Asahi của Nhật như này. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị nhá. Eto, hàng của Nhật như này, Asahi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng Asahi này, tem chìm luôn. Tem chìm như này các bác này. Đấy, Asahi dập chìm luôn. Và con này của nó thì độ mở của nó rất là tốt luôn. Độ mở của nó rất là tốt luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đa di năng luôn nhá. Đa di năng luôn. Đấy, mở của nó rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác dùng để mình kẹp đồ, kẹp biếc các thứ rất là ok. Lên mã giúp cho em là Eto kẹp nhá, hàng thương hiệu Asahi. Giá của nó sẽ là 180k cho một con Eto kẹp như này. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cân
cân 10 của Đức nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá, 130.000 thôi. Giá cực tốt cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ sử dụng hai quả pin con nhỏ nhỏ, thì về nhà các bác mua pin về các bác lắp vào cho em. Giá này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, lên cho em là cân 10 nhá. Cân 10, giá sẽ là 130k. Đấy, các bác về các bác cân đồ đàn trong bếp. Cái mặt này của nó là bằng inox nhá, inox sáng bóng. Đây nó đang dán một cái lớp chống xước. Về nhà các bác bóc qua cho em là nó sẽ mới tinh luôn. Đấy, cân được tổng là 10 cân, lên cho em là cân 10. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái vòng trầm đeo tay nhá. Các bác lên cho em lên cho em là vòng trầm đeo tay, một con vòng trầm rất là đẹp như này. Hàng thì chất liệu của nó là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, hàng gỗ trầm tự nhiên, siêu thơm cho các bác luôn. Đó, siêu thơm cho các bác luôn. Cầm cả cái vòng huyết áp này. Đấy thì đây nó sẽ là một con vòng trầm gỗ này, vòng trầm gỗ. Thì các bác lên cho em con này nó sẽ là vòng trầm đeo tay nhá. Vòng trầm đeo tay, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, lên cho em là vòng trầm đeo tay này. Đấy, vòng trầm đeo tay. Giá sẽ là 90k cho một con vòng trầm đeo tay như này, 90.000 cho một con vòng trầm đeo tay như này. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng gỗ trầm tự nhiên. Mùi gỗ rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ. Con kia là vòng trầm đeo tay, còn con này thì vòng trầm gỗ. Con vòng trầm gỗ này nó sẽ là một cái dòng vòng trầm đa di năng, các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo vào tay này. Đấy, hoặc là các bác đeo cổ đều được nhá. Ở đây thì nó sẽ cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, một cái đài sen rất là đẹp như này. Và có 108 hạt trầm. Đấy. Thì ở đây thì các bác lên cho em là vòng trầm hộp nhá. Vòng trầm hộp. Nó có hộp như này. Đấy, còn con kia thì nó sẽ là vòng trầm đeo tay. Còn con này thì các bác lên cho em là vòng trầm hộp nhá. Vòng trầm hộp, giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu? Lên cho em là vòng trầm hộp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòng trầm hộp này, đựng trong cái hộp như này. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá. 50k trong cái vòng trầm hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đây nó sẽ là một con vòng vàng như này. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Ở đây thì nó sẽ có các cái hạt nam châm từ trường này. Có các cái hạt nam châm từ trường thì giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Ở đây thì nó sẽ là vừa chức năng là vừa là trang trí nhá. Vừa là đề co trang trí này, vừa là các bác dùng để đeo để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá sẽ là vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thìa bạc này. Đấy, bao nhiêu tiền cái? Cái thìa bạc rất là đẹp như này. Đó. Con này thì dài của nó vào khoảng là 20cm nhá. Bao nhiêu một chục? Bán lẻ thì sẽ là 10.000 cho một chiếc nhà thôi nhá. 10.000 cho một chiếc thìa bạc như này. Rất đẹp luôn, chất liệu inox 304 dày dẫn chắc chắn, vũng to, các bác có thể dùng ăn cháo ăn cơm hoặc là dùng cho trẻ em cũng rất là ok luôn, người già trẻ em ok. Đó, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Dày dẫn chắc chắn, đẹp, inox 304. Bán lẻ sẽ là 10k trên một cái nhá. 10k trên một cái. Lên cho em là thìa bạc, còn mua cả chục thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một chục thìa bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thắt lưng. Cái này là cái gì? Thắt lưng thập cẩm nhá, lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm. Thì bên shop về nó sẽ đủ các loại mặt như này. Đủ các loại mặt như này các bác này. Đấy, nó đủ các loại mặt như này luôn, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mặt thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, mặt thì đều là mặt tráng gương đẹp hết. Mặt đúc liền tráng gương. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 50k cho một con thắt lưng thập cẩm như này thôi. Đấy, 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc. Đây các bác này. Chất da của nó thì siêu mềm luôn, và mặt dạng mặt đúc liền, và mặt của nó là lẫy của nó là lẫy trượt nhá. Lẫy trượt cho nên là rất là dễ dùng các bạn. Đấy, rất là dễ dùng luôn. Đây. Đấy. Khóa kiếp của nó rất là ngon lành. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Đủ các mẫu mã cho các bác luôn. Đó, và bên em sẽ gửi ngẫu nhiên. Chỉ có 50k cho một con như này thôi. Bên em thanh lý được giá rất là tốt luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng khóa nó kêu này. Đấy. Nghe cái tiếng khóa nó kêu là các bác chất lượng rồi. Đây, chất da của nó thì siêu mềm luôn các bác này. Chất da của nó rất là mềm thì dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi, không thể tin nổi luôn nhá. Thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50k. Thắt lưng thập cẩm này, đó. Thắt lưng thập cẩm, giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc thắt lưng thập cẩm thôi.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá nhá. Đây, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Giá sẽ là 35.000 cho một cái vòng đá như này các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35k cho một chiếc vòng đá như này. 35k một chiếc vòng đá. Con này thì rất đẹp cho các bác sử dụng luôn, rất đẹp nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Chỉ có 35.000 cho một chiếc vòng đá như này. Lên mã cho em là vòng đá. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Cái này để các bác dán ra ngoài cửa nhà mình, có khách đến thì là nó sẽ kêu. Và nó đơn giản vậy thôi. Các bác cắm cái cục chuông này vào nguồn điện ở trong nhà mình. Và các bác cắm cái này thì các bác dán ra ngoài cổng cho em. Có khách đến là họ bấm chuông. Thì bên em gọi nó là chuông cửa. Giá sẽ là bao nhiêu? Chuông cổng nha, lên cho em là chuông cổng 145.000. Đó, chuông cổng. Giá của nó sẽ là 145k trong con chuông cổng như này. Đấy, 145.000 trong con chuông cổng như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Nó cũng khá là tiện ích luôn nhá. Lên cho em là chuông cổng đây. Các bác chỉ cần là cắm cái chuông này vào điện cho em này. Đấy, đây nha. Ở đây thì nó sẽ có sẵn pin biếc cho các bác hết rồi. Đây, chuông này cắm vào trong nhà này. Đấy, sau đó thì bên ngoài mình bấm thôi. Đấy. Đấy các bác thấy không? Cái này gọi là chuông cổng các bác nhá. Đó. Đấy, rất tiện luôn các bác nhá. Giá sẽ là 145.000. Thì các bác cứ cái chuông này thì mình cắm ở trong nhà. Chuông này thì mình cắm ở trong điện lưới trong nhà thôi em. Còn cái nút bấm này thì các bác dán ở ngoài cổng nhá. Đấy, nó sẽ có sẵn miếng dán cho bác luôn. Đây, sẽ có sẵn miếng dán như này, các bác cứ dán ở ngoài cổng thôi em. Hoặc là bác nào thích bắt vít thì nó có cả lẫy cho cả ốc bắt vít đây. Giá sẽ là 145.000 nhá. Lên cho em là chuông cổng 145.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy. Lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling hay người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng. Rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này, đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc rách cửa lấy bóng như này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây kia. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá, một con bản dày và một con bản mỏng. Đây, một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây xem. Đó, đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. Bốn dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó, combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 trong cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con giá đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là bốn dao này. Đấy, bốn dao. Đây. Bốn con dao như này. Bốn con dao như này nhá. Đấy, bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ, combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn LED trợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên cho em là đèn trợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn.
ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bát vít biếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bát vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồ như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào ắc quy cho em, đấu vào bình ắc quy cho em là xong nhá. Đó. Bác đấu trực tiếp vào bình ắc quy cho em. Đấy thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy. Bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo hoặc các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây con này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đấy, khi các bác đảo chiều này thì em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường thì em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy, khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhé. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây, một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi... các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em. Đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy. Nó sẽ hú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi. Đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ hú này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá, giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá, 70k cho một bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên thì em là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây, ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này dùng nó rất là tiện, thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, rất sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì được các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian. Nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt. Nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là... con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó, thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Thì nó rất là tiện cho các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhá, Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu luôn. Đó. Từ xuân phát chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho bác luôn. Nó là dòng sạc ắc quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa, các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Để nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắc quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng đấy, nó sẽ có mấy màu như này, có màu xanh, có màu màu nâu này, đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá, 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đồng hành như này luôn, một con áo mưa choàng như này.
100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to dày dặn chắc chắn cho bác luôn. Khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá. To khổng lồ luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng to khổng lồ như này. Một chiều 70 và chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy thì các bác dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc nhanh này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này. Sau đó thì các bác có thể cắm hai chân tai C hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 14 viên. Mỗi bên là 7 viên. 1 2 3 4 5 6. Mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng lên nhau được. Và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhá. Rất tiện luôn. Lên cho em là khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Giá sẽ là 15k trên một khay như này nhá. 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gãy lưng nhá. Gãy lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhá. Đấy, hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãi của nó bằng sừng nhá. Đầu gãi của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Đây là bằng mẫu thì là cũ em từ thương mại có cái sự này. Đây là 10.000. Cái bằng sừng này 10.000 á? Cái lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá. Một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá. Giá đều là 10k hết. Các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, đây các bác thấy chưa? Đó. Giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên mã giúp cho em đó là gãy lưng nhá, gãy lưng. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này. 10k một chiếc gãy lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ là một cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó, túi đeo điện thoại này đeo vào trong các bác đeo vào thắt lưng cho em. Đeo vào thắt lưng này sau đó thì mình bỏ điện thoại vào đây cho em. Rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Túi điện thoại này, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Túi điện thoại, giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá. 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhá. Giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhá. Mặc định của nhà sản xuất là 120W, còn là đây ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn. Các bác có thể dùng để khi đề phòng mất điện mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển nội thất cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhá. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tông đơ nhá. Tông đơ đây. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa và một con tăng đơ rất là ngon. Chạy thì cực kỳ là khỏe luôn và có đẩy cữ ở đây nhá. Đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này.
Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá, 110.000 cho con tăng đơ lược này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Hả? 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây, các bạn này. Con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội. Hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn, có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quay đeo như này. Đấy các bạn thấy không? Rất tiện ích luôn. 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ này, còi cứu hộ. Giá sẽ là 25k. 25k một chiếc thôi. Con này hàng đa di năng luôn. Có cả sẵn cho các bác là la bàn này, la bàn này, cập nhật nhiệt độ này và còi này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành nhưng mà con dao chặt Đức như này. 150k. Đấy, 150.000 cho con dao chặt Đức này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Hàng liền thân như này nhá. Giá chỉ có 150k thôi. Một dao chặt Đức nặng khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, rất vừa bạn xinh xắn nhá. 150k. Lên thì em là dao chặt Đức nhá. 150k cho con dao chặt Đức như này. Rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá. Thắt lưng Mỹ này. Đấy. Bó. Dây thắt lưng da bò Mỹ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá. Màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy. Đây. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Dép này, lếch xù này. Đấy. Hàng toàn hàng chất lượng hết nhá. Đó. Thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này. Này thì mặt của dép này. Đó. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy. Da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy. Made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này. Da bò tự nhiên nguyên miếng. Đấy, made in USA cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhé. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó. Hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhé. Made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này. Chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá. 100% da bò tự nhiên hết. Đấy, da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên cho em là ví da bò nhá. Giá sẽ là 120k nhá. 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Con này hàng đa chức năng luôn. Có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đó, có nam châm hít này, có búa phá kính này, có cắt dây này, đây phần công tắc của nó này. Đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá, đèn này siêu sáng luôn. Đấy, đây, rất là sáng luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn, các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có la bàn này. Đấy, có còi hú các bác này. Đấy. Đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn. Giá chỉ có 180k thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá. Đèn phễu. Giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này. 80k. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha của nó rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại. Giá chỉ có 80k thôi. Lên cho em là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175k nhá. Có quay đeo, quay điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quay đeo, quay điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá đây sẽ là 175.000, có pin năng lượng mặt trời các bác nhá.
Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nha. Đấy, đèn vàng tích điện giá sẽ là 175.000. 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Có anh nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k ra con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bác này. Đấy, các bác theo. Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chuyên ngập dầu nhá. Đường kính là 20cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái dàn hay một cái giá như này luôn, một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chiên rán thì các bác đặt lên đây chưa? Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chiên như này, tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng nem rồi đùi gà đùi ghiếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá. Cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Và chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó này. Đây bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây cuốn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhá. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vợt muỗi đứng nhá. Vợt muỗi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó đây. Thì nó sẽ là một con vợt muỗi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm vào đây chưa? Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ đây, sau đó để các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó, và muỗi nó sẽ vào đây nó sẽ bị chập con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt muỗi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt muỗi đứng như này. 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn. Vợt muỗi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá. Một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này. Ở nhà các bác lắp cái lưỡi vào cái lu này cho em, lắp lưỡi vào lu này cho em. Còn đây là cái tay công thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy, mình xoay này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kiếm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm. Giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau của máy làm bằng inox nên bén lắm. Thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được. Thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác. Lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn. Giá cả lại rẻ nữa. Vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Để đấy, rất cho ok các bác nhá. Hello, chào các bác. Hôm nay thì bên shop thanh lý cho các bác một số cái lô nước hoa. Nước hoa thì đây. Dòng này nó sẽ là nước hoa chiết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa chiết thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều thương hiệu. Rất là nhiều thương hiệu. Dior này, Chanel này, rồi Dior, Chanel các bác nhá. Đấy, cơ bản thì nó sẽ là có là Dior, Chanel và men sexy này, đấy, men sexy, sexy men. Đó. Đấy thì nó sẽ có các cái mẫu cơ bản như vậy nhá. Dior, Chanel, sexy men rồi giò này, giò. Đấy. Thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Thì bên em bán theo kiểu là thanh lý cho các bác thôi, bán thanh lý cho các bác nhá. Đấy.
bên em bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy thì đây em sẽ bóc thử cho bác xem này. Hàng này thì bên em xanh thanh lý được trong các hệ thống siêu thị với nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Nước hoa chiết lọ của nó thì nó sẽ là một lọ này của nó là 20ml các bác nhá. Đều là một lọ này là 20ml các bác này. 20ml các bác này. Đấy. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác lên mã giúp em đó là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết. Đấy. Thì bên em sẽ bán combo nhé, bán combo cho các bác. Đấy, bán combo cho các bác hoặc là thôi bán lẻ cho các bác dễ mua, bán lẻ. Đấy thì nó sẽ có là giò là một này, giò là một này, chà neo là hai này. Đấy, giò là một, chà neo là hai, giò là một, chà neo là hai, sexy men là ba. Đấy, và đây cái này là sexy men này, sexy men này, giò này. Đấy rồi Dior Chanel, Dior Chanel. Đấy, có 4 năm thương hiệu như vậy nhá. Đấy, có 4 năm thương hiệu, có cả Boss nữa này, có cả Boss nữa. Đấy thì nó sẽ là 4 năm thương hiệu như vậy nhá. Boss này, đấy Chanel cái này thì cũng giống nhau thôi. Đấy, nó có 4 năm thương hiệu như vậy. Thì bên em sẽ nếu mà đây, bên em sẽ bán với cái giá là 20.000 nhá. 20.000 cho một lọ như này. 20.000 cho một lọ nước hoa như này thôi. Giá nước hoa chiết, giá thanh lý cho bác 20.000. Nếu bác nào mua đủ mẫu 5 lọ thì bên em sẽ tặng một lọ, là 6 lọ nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 lọ này, đấy. Mua 5 thì sẽ là tặng 1, còn lại là bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho một lọ như này. Thì nó sẽ có là Dior là 1 này, Sexy Man là 2 này. Chanel là 3 này, đấy, Chanel là 3 này. Rồi đây, đấy. Giò là 4 này. Đấy, rồi Boss là 5 này. Đấy, nó sẽ có cơ bản là khoảng 5 loại như vậy nhá. 5 loại như vậy. Còn lại là nói chung là không có thì là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy là nước hoa chiết nhá. Các bác lên cho em là nước hoa chiết nhá. Nước hoa chiết, giá của nó sẽ là 20k một lọ. Đấy, nước hoa chiết này, lên cho em là nước hoa chiết. Nước hoa chiết nhá. Hàng này hàng 20ml hoa chiết, 20k trên một lọ như này. Và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. 20.000 một lọ, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi của thằng nó sẽ là cái thằng tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi dép nhá, túi dép thì này cắt anh cái này cho tí này. Túi dép thì bên shop về bỏ cả cái cúc vào đây. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, túi dép như này. Đấy, một con túi dép rất là ngon như này. Nó sẽ có cho các bác là một ngăn to này. Một ngăn to này thì sẽ là có khóa kéo này. Tắt cái gì được chưa đi. Một ngăn to có khóa kéo này. Đấy, một ngăn to có khóa kéo như này. Một ngăn nhỏ bên ngoài. Đấy, và nắp đậy đây. Đấy, ngăn này có nắp đậy như này. Thì nó sẽ là hai ngăn. Có dây đeo như này nhá. Dây đeo bản to cho các bác luôn để đeo không sợ bị không sợ bị trượt nhá. Đấy, không sợ bị đau vai. Đó. Có hai màu. Cái số về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hai màu, màu đen và màu nâu, túi hàng của thương hiệu Z này. Hai màu, màu đen và màu nâu. Hàng máy trần cực kỳ kỹ luôn, đường kim mũi chỉ. Đây, em đo kích thước cho các bác xem. Chiều cao của nó là 30 nhá, cao 30. Chiều ngang của nó là 25 nhá và bán rộng thì vào khoảng là 57 cm. Đấy, 57 cm. Lên mã giúp cho em đó là túi dép nhá, túi dép. Đấy, túi dép thì sẽ có hai mẫu như này. Lên cho em là túi dép này, đấy. Túi dép, túi dép nhá. Đấy. Túi dép nó có hai mẫu, có hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 95k thôi. 95.000 cho một con túi dép như này nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Giá cực kỳ là dễ mua các bác. Giá cực kỳ dễ mua cho các bác luôn. Lên mã giúp em là túi dép, giá sẽ là 95k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ cúc này. Một cái bộ cúc như này. Đấy, bao nhiêu tiền nhỉ? Giá của nó thì đây, đấy, một bộ của nó thì sẽ là đây. Một bộ của nó là đầy đủ như này nhá, đầy đủ như này, và ví dụ như là cúc quần, cúc áo này các bác nó sẽ có sẵn cho các bác một con vít luôn. Đấy thì các bác rất đơn giản, không cần phải khâu vá nhiều, chỉ cần là đặt vào quần thôi, đặt vào quần và áo này, sau đó thì mình bắt cho em cái vít này vào là xong. Đấy. Nó sẽ có cái ốc vít như này. Đấy, có cái ốc vít như này nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt vào đây, xoáy ốc vào cho em là xong này. Đấy, đặt vào các bác xiên vải qua, sau đó thì xoáy vít vào cho em là xong. Đó, xoáy vít vào là các bác đã có một cái cúc quần, cúc áo rồi, rất tiện lợi luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì, tên nó là cái gì?
Hả? Lên mã giúp cho em là Quy Cúc nhá, Quy Cúc giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Một hộp này thì phải đến vài chục chiếc đấy, nói chung là mua một hộp này là dùng cả đời luôn. Hộp này là dùng cả đời luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là Quy Cúc nhá. Đấy, Quy Cúc giá sẽ là 40k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là Quy Cúc này. Giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Nhiều lắm, các bác dùng tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng trọn đời cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là Quy Cúc giá sẽ là 40k. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ bài vàng nhá. Bộ bài vàng thì bên shop lại tiếp tục về hàng cho các bác và giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Bài này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa chứ không phải bằng giấy nhá, bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa. Các bác có thể gấp thoải mái này, gấp thoải mái không sợ bị cong gãy này. Đấy. Nó là bài bằng nhựa các bác nhá. Đấy. Thì nó màu vàng như này bên em gọi nó là bài vàng rất là đẹp luôn, rất đẹp các bác này. Giá thì chỉ có 35 cành cho một bộ bài vàng như này thôi, 35k nhá. 35.000 cho một bộ bài vàng như này, rất đẹp các bác. Và giá thì lô này bên shop về cho anh em các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bài vàng, giá sẽ là 35.000 nhá. 35k cho một cái bộ bài vàng như này. Con này thì chơi các bác chơi nó rất là tiện và sành điệu luôn. 35k, lên cho em là bài vàng 35.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo tổ ong này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24-25 cm, chống dính siêu tốt luôn. Bếp từ bếp ga các loại bếp đều đun ok hết nhá. Đấy, chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 140k nhá. 140k cho con chảo tổ ong như này. Quai của nó liền này. Đấy, quai liền dập riếc rất là ác luôn, rất sạch sẽ các bạn. Đấy, cứng cáp sạch sẽ dày dẫn. Các bác nghe tiếng kêu các bác biết nó dày rồi. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000, chống dính tốt luôn, đường kính khoảng 25 cm. Lên cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá. Massage 3D. Đấy, đây. Nó sẽ là cái dòng massage 3D như này. Lên cho em là massage 3D. Con này các bác dùng bằng tay này thôi. Để mình con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng luôn. Giúp cho các bác là cổ, vai, gáy này, ngực này, eo này, đùi này. Đấy, rồi nói chung là mặt này đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá. Con này thì giá của nó sẽ là massage 3D bằng tay. Giá của nó sẽ là 50 cành. Massage 3D bằng tay này. Đấy. 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay thôi. Giá sẽ là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch nhá, bút thông mạch đây. Đấy, đây nó sẽ là một con bút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích để giúp cho các bác khi mà mình đo mạch này. Đấy. Đo mạch này rất là tiện nhá. Và nó sẽ phân cho các bác là hai cực luôn, nóng lạnh rất là rõ ràng luôn nhá. Đấy, lạnh thì nguyên màu xanh như này, nóng thì sẽ là màu đỏ như này. Rất rõ luôn nhá. Đấy, các bác mắt kém mắt yếu đều dùng được hết nhá. Thứ nhất là xanh lè này, thứ hai là đỏ lừ này. Đấy, rất tiện luôn. Nguyên màu xanh này. Đấy và màu đỏ này, âm dương nó chia rất là rõ luôn nhá. Ngoài ra thì giúp thông mạch nhá, dây đứt dây điếc các bác cần test dây đứt dây điếc là ok luôn. Lên cho em là bút thông mạch nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một quả bút thông mạch như này. Giá sẽ là 20.000, lên cho em là bút thông mạch giá 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, con này thì chức năng chính của nó là bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm điện 220 cho em này. Đây, cắm điện 220 cho em, sau đó thì mình sử dụng như bình thường thôi. Đấy thì nó sẽ có cái ánh đèn hồng ngoại như này và khi con muỗi nó thu hút nó bay vào cái lưới như này là nó sẽ bị chập cháy nhá, chập. Đấy, con muỗi nó sẽ bị chết, nôm na là như thế và có công tắc đây. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Giá của nó sẽ là 120.000. 120k cho một con đèn bắt muỗi đen như này, 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó là 30.000 một hộp. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi, hàng này của Thái Lan, cực kỳ nhạy luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng, chuột đàn. Đấy, cái này thì ưu điểm của nó là một con ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi, 30 cành cho một hộp kẹo chuột như này. Hàng của Thái Lan đây, toàn bộ chữ Thái nhá, 100% hàng Thái Lan. Thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, số 1 của Thái Lan luôn đây các bác này. Đây, thị phần bán nó số 1 Thái Lan luôn. Ưu điểm con này là nó kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Dòng này dòng siêu sáng luôn. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác luôn. Giá thanh lý cho các bác này. Đấy. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Một con đèn siêu sáng như này giá chỉ có 30 cành thôi. 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái xẻng sinh tồn đa năng nhá, xẻng sinh tồn đa năng 250.000 một chiếc, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, hàng của quân đội Nhật nhá, hàng của quân đội Nhật đây. Đấy, nó sẽ là một con xẻng như này.
về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều ngang thì khoảng là chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm. Đấy, và nó có từng khúc một như này nhá, từng khúc một như này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả con dao này, con dao để các bác lắp vào cho em. Đấy. Có sẵn cả con dao luôn, con dao lắp vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây này. Đấy. Và của nó sẽ có cho các bác là 3 khúc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là tổng thể thì vào khoảng là 70-80 cm, và khoảng 80 cm. Đấy, về nhà các bác cứ xoáy ốc, xoáy cái vít này vào cho em xong này. Đấy. Có gioăng chống nước luôn. Đấy, có gioăng chống nước luôn, rất là tiện nhá. Ngoài sử dụng làm xẻng thì các bác có thể sử dụng cưa này, đầu bên này là cưa, đầu bên này là dao chặt này, vặn ốc này, rồi các bác có thể là dùng để làm cuốc này, làm cuốc thì các bác lật ngược nó lại như này. Đấy, lật nó này, xoáy vào thì nó sẽ là thành một cái cuốc này. Đấy, anh em các bác dùng để đi rừng đi phượt này, hoặc là sinh tồn, hoặc là anh em các bác đi xe bán tải bán riếc, hoặc là hay đi rừng đi phượt này mà cần sử dụng con này để làm cuốc này hoặc xẻng này. Đấy, để mình xa lầy xa liếc mình sử dụng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Xẻng sinh tồn giá là 250 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. 250.000 bao ship đến tận nhà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông của Nga nhá, bình tông của Nga. Con này thì các bác dùng để đựng rượu bia này, nước lọc mang đi uống các thứ rất là ok. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, bình tông Nga dung tích là 2 lít. Inox 304 này. Đấy, inox 304. Chống han gì này, nắp của nó sẽ là nắp chống mất nhá. Nắp chống mất như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Ba lên cho em là bình tông nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Bình tông này. Lên cho em là bình tông nhá. Bình tông. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con bình tông. 130.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh. Nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Chia làm hai đường nước. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi cam xanh như này, giá chỉ có 50 cành thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. 50k cho vòi cam xanh như này, chia làm hai đường nước và có cho các bác là chân gen như này để các bác có thể là kết nối vào các cái đầu nguồn nước khác nhau, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh nhá. Chia làm hai đầu nguồn nước như này, giá sẽ là 50 cành. Đó, 50k thôi, giá hợp lý cho các bác sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì các bác chuyên dùng để mình bôi vào các vị trí như là cổ vai gáy, rồi các khớp chân khớp tay. Đấy, các bác bị giả rời, đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng thì các bác dùng con này cho em. Con này siêu nhạy luôn, dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Giá thì chỉ có 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này thì rất là tiện để các bác sử dụng mình bôi nhá, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Con này thì một bịch của nó là 50 miếng, giá chỉ 40k bằng một bát phở thôi. Nhưng giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn, thải độc bàn chân rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó rồi, ok, 40 cành các bác nhá.